Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi xách đơn giản như thế này. Thì đây là toàn bộ xung quanh phần thân túi của mình ha. Phần đáy túi thì mình có móc nẹp một cái lớp đáy da ha, để cho cái phần đáy của mình nó được cứng cáp hơn. Mặt trước thì mình có móc gắn thêm một cái túi nhỏ để các bạn có thể đựng phụ kiện vào bên trong. Ở bên trong thân túi thì có khâu lót giúp cho phần thân túi của mình nó được sạch sẽ hơn. Và mặt trước thì mình cũng có trang trí một cái mẫu tua ruông như thế này. Đối với mẫu này các bạn có thể đổi màu phù hợp cho người lớn tuổi hoặc là có thể thay màu sáng để phù hợp cho người trẻ tuổi ha. Ta có thể đựng sách vở hoặc là quần áo cũng được. Đây, một mẫu túi xách như thế này. Để làm được mẫu này thì ở đây mình sử dụng sợi dệt màu trơn. Sợi dệt có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc thì mình dùng kim hai đầu. Ta dùng đầu to là đầu số 4 ha. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim mà các bạn có với sợi len. Thì đầu kim nó sẽ có độ dày xấp xỉ gần bằng sợi len là được ha. Mũi móc của mình sẽ được chắc chắn hơn. Ta sẽ so cái đầu kim với sợi len là được nè. Ngoài ra còn có kéo cắt len, kim khâu len, thước dây dùng để đo size, kim đánh dấu nữa ha. Một tấm đáy túi hình oval như thế này. Bên dưới đã gắn sẵn 4 cái chân túi rồi ha. Và có các cái khoảng trống để mình có thể móc trực tiếp vào. Chiều dài là 30cm và rộng 10cm. Những bạn nào mà muốn khâu lót ở bên trong thì các bạn tiếp tục sử dụng cho mình thêm chỉ và kim khâu tay. Ngoài ra còn có vải lót ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì ta sẽ sử dụng màu trắng, mình sẽ móc trực tiếp vào các khoảng trống ở đáy túi. Chân túi của mình nó sẽ nằm ở một bên như thế này ha. Thì các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt đó ra ngoài và mình sẽ móc cái mặt trong này nè vào bên trong ha. Ta sẽ đâm kim vào một khoảng trống ở cái phần đầu oval bên này nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một khoảng trống nằm chính giữa. Chừa một đoạn len vừa đủ dài ha, sau đó đưa cái đoạn len này ra phía sau. Đâm kim vào cái khoảng trống nằm chính giữa của một đầu bên này ha. Thì ở đây mình sẽ chọn cái chân nằm chính giữa nè. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái khoảng trống mà mình vừa móc này 3 mũi móc đơn ha. Khi móc cái mũi móc đơn các bạn lưu ý kéo dài nó lên một chút nè, để cho nó vừa ôm sát với cái khoảng trống này. Móc đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Kéo dài lên ha. Và mũi móc đơn thứ ba vào cùng một cái khoảng đó. Sau khi đã có được 3 mũi móc đơn vào khoảng đầu tiên rồi thì cái khoảng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn ha. Như vậy là hai khoảng trống mình sẽ tạo ra được 5 chân móc ở bên trên. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình các cái khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ xen kẽ ha, khoảng trống kế bên là 3 mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống. Móc đơn thứ hai nè. Tiếp tục móc đơn thứ ba. Khoảng trống kế tiếp móc 2 mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai nè. Và ta sẽ móc xen kẽ cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc xen kẽ được các cái mũi móc cho đến cuối vòng rồi nè, một số trường hợp các cái khoảng trống này nó sẽ không đủ để mình có thể móc xen kẽ 3 mũi và 2 mũi ha. Thì cái điểm kết thúc là bao nhiêu mũi các bạn cứ móc bấy nhiêu mũi cho mình ha. Kết thúc thì để đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này, ta sẽ móc một mũi dời vào chân đầu tiên đó để mình kết thúc vòng ha. Thì đây sẽ là cái chân mũi móc đơn đầu tiên nè. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 và 3. Khi đã có được 3 mũi móc xích rồi nè, thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân ha. Thì để ý các cái chân mũi móc đơn này, mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc. Một đường bên trên và một đường phía dưới nè.
Thì tất cả các cái mũi móc đầu tiên này mình sẽ đâm kim vào cái chân ở bên trên ha. Chân móc đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời. Thì các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên mà mình di chuyển kim đến chân thứ hai, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở bên trên nhé. Đây, bỏ qua một chân nè, đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi kép đơn. Ta có được một cụm đầu tiên. Tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Để tiếp tục được cụm thứ hai thì các bạn sẽ móc mũi chụm cho mình ha. Ta tiến hành lấy len và đâm kim vào chân sát bên chân mà mình vừa móc á. Lấy len nè, đâm kim vào chân sát bên. Sau đó kéo len qua chân móc. Trên kim có 3 đường móc thì kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len. Ta sẽ bỏ qua một chân kế bên và móc vào chân kế tiếp ha. Đâm kim vào chân đó, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Lúc này trên kim có 4 đường nè, kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo len qua hết 3 chân trên kim. Như vậy là mình có cái mũi chụm tiếp theo ha, được tạo ra bởi 3 chân móc. Tiếp tục cái mũi chụm này thì móc lên cho mình hai mũi móc xích. 1 và 2. Mũi chụm kế tiếp cũng làm tương tự. Ta lấy len và đâm kim vào chân sát bên chân mà mình đánh dấu. Cũng đâm kim cho mình vào chân bên trên ha. Đây, lấy len, đâm kim vào chân này, kéo len, kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len, bỏ qua một chân và đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo len qua chân móc. Sau đó kéo qua hai chân trên kim. Kéo qua ba chân trên kim. Ta tạo ra được một mũi chụm tiếp theo nè. Lên hai xích và móc tương tự các cái mũi chụm cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mỗi mũi chụm của mình sẽ được tạo ra từ 3 chân móc. Ta sẽ móc vào chân đầu tiên và chân thứ ba ha, bỏ qua chân nằm chính giữa. Các bạn sẽ lấy len và đâm kim vào chân sát bên chân mà mình vừa móc. Kéo qua hai chân. Tiếp tục lấy len, bỏ qua chân chính giữa, móc vào chân thứ ba. Đâm kim vào chân thứ ba nè, kéo len, kéo qua hai chân, sau đó kéo qua ba chân trên kim, móc lên hai mũi móc xích và móc tương tự đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì nhiều trường hợp các cái số mũi cuối cùng nó sẽ không đủ khoảng trống để mình tạo ra những cái mũi chụm này ha, thì các bạn cũng có thể móc luôn cho mình vào cái chân móc mà ta móc cái mũi xích đầu tiên nè, tức là cái chân móc ở phía sau của cái mũi xích này ha, móc cho mình vào đó tạo mũi chụm. Tiếp tục lên hai mũi xích. Để kết thúc vòng đầu tiên này, đâm kim vào cái chân móc của mũi kép đơn mà ta móc đầu tiên ở đây. Xét cái ba mũi xích á thì đâm kim vào chân này ha. Móc cho mình vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên tạo cái phần thân túi nè. Thì khi cái phần thân túi của mình móc các cái mũi chụm của mình nó sẽ giúp cho cái khoảng trống này nó không có bị quá to, nên thân túi của mình nó sẽ được đẹp hơn ha. Để thay màu cho cái phần thân túi của mình nó không có bị chùm các cái sợi len thừa này sát với nhau nè, thì các bạn có thể chọn cho mình cái điểm bắt đầu ở cái đầu còn lại ha. Thay sợi len màu xanh, các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở sợi len màu xanh. Móc và kéo len qua vòng tròn nè. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống nằm chính giữa của cái góc oval bên này. Thì đây là khoảng trống nằm chính giữa ha. Là các cái khoảng trống mà mình gây nên hai xích á. Thì sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống nằm chính giữa. Ta sẽ kéo nút vừa tạo qua cái khoảng trống đó. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào cái khoảng trống kế bên, khoảng trống 2 mũi xích ha, móc vào đó một mũi kép đơn. Ta sẽ tạo ra được một cái chuỗi đầu tiên nè. Tiếp tục gây nên 2 mũi xích. Tạo một mũi chụm kế bên thì đâm kim cho mình vào cái khoảng trống mà mình vừa móc đó. Đâm kim và kéo len.
kéo qua hai chân trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim vào khoảng trống kế tiếp, kéo len và kéo qua hai chân nè, sau đó kéo qua ba chân trên kim, ta tạo ra được mũi chuẩn thứ hai nè. Tiếp tục móc lên hai mũi xích và móc tương tự cho đến cuối vòng, thì mũi chuẩn kế tiếp sẽ được tạo ra từ khoảng trống mà mình vừa móc đó với cái khoảng trống kế bên. Ta lấy len và đâm kim lần lượt vào hai khoảng trống ha. Mỗi lần lấy len thì sẽ kéo qua hai chân trên kim nè, sau đó kéo qua ba chân trên kim, tiếp tục lên hai xích và móc tương tự cho đến cuối vòng, đâm kim vào khoảng trống mình vừa móc với khoảng trống kế tiếp nha. Lấy len nè, đâm kim khoảng trống kế tiếp, kéo qua hai chân trên kim và kéo qua ba chân trên kim, sau đó lên hai xích và móc tương tự đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì lúc này số mũi chụm của hàng bên trên nó sẽ bằng với tổng số mũi chụm của hàng bên dưới, thì tiếp tục móc lên cho mình hai mũi xích. Các vòng móc kế tiếp mình không thay màu nên cách kết mũi của hàng này các bạn sẽ làm như sau ha. Đây sẽ là chân đầu tiên mà mình móc nè, thì các bạn sẽ đưa cho mình kim ra phía sau của cái chân móc này, đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc này, sau đó kéo cái sợi len và móc một mũi dời vào đây. Từ đây mình sẽ tiến hành xoay cái đầu móc lại và ta sẽ đâm kim vào cái khoảng trống ở phía sau nó nè, là cái khoảng trống lúc này nó nằm ở phía trước ha. Ta sẽ đâm kim vào cái khoảng trống này và móc vào đây một mũi dời. Từ đây các bạn gây nên cho mình 3 mũi xích. Sau đó ta tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Lúc này 3 mũi xích của mình nó nằm ở chính giữa của cái khoảng trống này rồi, thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái khoảng trống kế bên và móc vào đó một mũi kép đơn. Ta được một cái mũi chụm đầu tiên ha. Thì lúc này sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc bên dưới. Lên hai xích nè, móc một mũi chụm vào khoảng trống này và khoảng trống kế bên ha. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai khoảng trống nè, sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim, tiếp tục móc lên hai mũi xích, móc một mũi chụm vào khoảng trống này và khoảng trống kế bên. Kéo qua ba chân trên kim, lên hai xích và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Và từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Thì lúc này mình sẽ hoàn tất được cái phần thân túi nè. Móc cho mình thêm nhiều hàng móc, làm sao cho cái kích thước, cái độ cao của cái phần thân túi nó gần bằng so với bề ngang của đáy túi là được ha. Thì sau khi các bạn đã móc thêm cho mình nhiều hàng móc nè, lúc này chiều cao từ phần đáy túi lên hàng móc mà mình thêm cuối cùng á, nó gần bằng so với cái bề ngang của đáy túi rồi. Thì các bạn sẽ luồn cho mình hai tay vào bên trong thân túi và canh chỉnh cho mình các cái mũi móc cho nó có cái độ giãn vừa phải. Thì khi các bạn móc cho mình các cái mũi móc á, ban đầu mình móc thì mũi móc của mình nó mới nên nó sẽ bị thun lại ha. Các bạn sẽ dùng tay và mình canh chỉnh cho mũi móc của mình nó vừa đều với cái phần đáy túi là được. Thì lúc này mình sẽ hoàn tất được cái phần thân túi như thế này. Bây giờ các bạn sẽ viền cho mình một hàng viền mũi đơn ở phần miệng túi trước. Hàng kết thúc cuối cùng thì mình cũng móc lên hai mũi móc xích. Lúc này mình sẽ không đâm kim từ trong ra ngoài nữa, mà mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc kép đơn đầu tiên này, móc vào đây một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì để viền lại được cái phần miệng túi nè, để ý cho mình ở cái phần đáy túi, các cái khoảng trống mình móc hai mũi móc đơn xen kẽ ba mũi móc đơn cho cái vòng này. Thì bây giờ các bạn cũng móc cho mình tương tự. Ta sẽ di chuyển kim đến khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống đó 3 mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba. Được 3 mũi móc đơn vào khoảng trống đầu tiên rồi thì khoảng thứ hai ta sẽ móc 2 mũi móc đơn ha.
Như vậy là hai khoảng trống mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 5 mũi móc. Các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình nè. Khoảng này 3 mũi thì khoảng kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn. Móc xen kẽ cho mình cho đến cuối vòng. Thì sau khi đã hoàn tất được một hàng mũi móc đơn cho đến cuối vòng rồi nè, thì kết thúc ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Mình móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng mũi đơn này ha. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục luồn tay vào bên trong canh chỉnh cho phần miệng túi. Thì các cái mũi móc đơn của mình khi canh chỉnh nó sẽ có cái độ vừa giãn ra. Lúc này độ rộng của phần miệng túi đã bằng với độ rộng của đáy túi rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây quai. Canh chỉnh cho mình phần thân túi nó sẽ nằm thẳng hàng với phần đáy túi ha. Thì ban đầu cái điểm đầu tiên của mình nằm chính giữa của một đầu ô van rồi, thì đây sẽ là một bên hông rồi nè. Bên hông của mình nó sẽ là cái khoảng trống hai mũi xích ở đây. Thì cái khoảng này các bạn sẽ để cho mình nằm một bên trước. Sau đó mình sẽ tiến hành đếm. Các bạn sẽ đếm cho mình tương đương các cái khoảng trống, tức là một khoảng trống ở mặt bên này và một khoảng trống ở mặt bên kia ha. Mình sẽ đếm hai khoảng trống song song như vậy thì nó sẽ dễ tính hơn. Úp cho mình cái mặt đáy túi lên nè. Sau đó chia cái đáy túi này làm 3 phần. Các bạn có thể chia cho mình 3 phần tương đương với nhau thôi nha. Sau đó tính một phần từ phải qua nè, gióng lên. Thì mình sẽ có được một cái khoảng trống ở đây. Các bạn dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa của khoảng trống này. Ví dụ như là chân móc này 2 mũi thì các bạn có thể chọn một mũi bất kỳ ha. Ở đây của mình là 3 mũi móc đơn cho nên mình sẽ chọn cái chân móc đơn nằm chính giữa. Đánh dấu cho mình vào chân móc đơn nằm chính giữa nè. Thì lúc này cái khoảng trống đối diện với nó là cái khoảng trống phía sau. Nó cũng là 3 mũi móc đơn thì ta cũng đâm kim vào cái chân nằm chính giữa. Đây, như vậy là mình sẽ có được một thân hông bên này rồi. Tiếp tục đếm cho mình các cái khoảng trống từ cái mũi mà mình đánh dấu này lùi ra phía sau, ta có bao nhiêu khoảng trống ha. Bỏ qua cái khoảng trống nằm bên hông nè, thì tính các cái khoảng trống mình có nè, một khoảng trống nè, hai nè, ba nè, bốn nè, khoảng trống thứ năm, khoảng trống thứ sáu, khoảng trống thứ bảy, khoảng trống thứ tám và khoảng trống thứ chín là khoảng trống mình đánh dấu. Thì các bạn sẽ tiếp tục đếm cho mình các cái khoảng trống còn lại của mình là bao nhiêu ha. Mình có khoảng trống thứ hai nè, khoảng trống thứ ba, khoảng trống thứ tư, thứ năm, khoảng trống thứ sáu, khoảng trống thứ bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy và mười tám. 18 cái khoảng trống song song, còn dư lại một cái khoảng trống là cái khoảng trống ở bên hông rồi ha. Thì lúc này các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình từ trái sang phải qua chín khoảng trống. Nó sẽ bằng từ bên phải đến cái chân móc mà mình đánh dấu rồi ha. Thì bây giờ mình đếm từ bên trái qua chín khoảng trống. Đếm đến cái khoảng trống thứ 9 thì giống như cái chân móc mà mình đánh dấu bên này nè. Khoảng trống thứ 9 mà mình đếm ngược lại, nó cũng có 3 mũi móc đơn. Ta cũng đâm kim vào chân móc đơn nằm chính giữa ha. Đối diện cũng vậy nè. Như vậy là mình đã chia được phần miệng túi ra làm 3 phần ha. Phần này nằm chính giữa, còn hai bên hông nè, ta sẽ móc cái phần dây quai. Và mình cũng sẽ bắt đầu móc từ cái chân móc mà mình kết thúc ở đây nha. Móc đơn đầu tiên ta sẽ đâm kim vào chân mà mình móc mũi giờ kết thúc. Móc vào một mũi móc đơn. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được.
Khi móc đến chân mà mình đánh dấu đầu tiên rồi thì các bạn sẽ tháo cho mình kim đánh dấu ra. Và ta cũng đâm kim vào chân đánh dấu đó, móc vào một mũi móc đơn. Từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ rộng vừa đủ để mình có thể tạo được sợi dây quai này ha. Thì ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 80 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã móc lên được 80 mũi móc xích thì mình sẽ có được một cái sợi dây quai có độ rộng như thế này. Thì tiếp tục các bạn sẽ tháo cho mình kim đánh dấu sát bên. Ta sẽ móc vào chân móc đó một mũi móc đơn. Ta tạo ra được một sợi dây quai hoàn chỉnh. Các chân móc còn lại thì móc tương tự, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho các chân móc còn lại và cũng tạo sợi dây quai ở hai chân móc mà mình đánh dấu này nè. Thì mình sẽ có được hai sợi dây quai ha. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cuối hàng móc. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc, ta tạo ra được hai sợi dây quai ở hai bên của thân túi nè. Độ rộng của dây quai thì tùy vào sở thích của mỗi người ha. Kết thúc vòng móc này, nhiều bạn sẽ dễ nhầm lẫn với chân cuối cùng. Thì cái chân sát bên cái mũi mà mình vừa móc nè, nó là cái chân của mũi dời kết thúc ở hàng phía dưới, chứ nó không phải là mũi móc ha. Các bạn sẽ bỏ qua cái chân đó và đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đây một mũi dời. Đây, tức là cái chân này là cái chân mũi dời nè, mình sẽ không móc vào cái chân này ha. Móc lên một xích. Hàng kế tiếp sẽ móc các cái mũi móc đơn và tạo độ dày cho sợi dây quai. Thì chân đầu tiên luôn luôn móc vào chân ta vừa móc mũi dời. Móc vào đó một mũi móc đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cái đầu dây bên này. Chân cuối cùng của cái hàng móc này cũng móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến cái xích của sợi dây quai ha, và mỗi chân xích ta đều móc vào đó một mũi móc đơn. Thì đây sẽ là chân đầu tiên của sợi xích nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Và tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được ha. Tương tự cho mình cho các chân móc còn lại và làm tương tự cho cái dây quai phía sau luôn nha. Sau khi các bạn đã móc cho mình hoàn tất được sợi dây quai với một hàng mũi móc đơn rồi, thì để giúp cho cái phần dây quai của mình khi xách lên nó không có bị điểm gờ ở đây, thì bây giờ mình tiến hành giảm mũi cho phần dây quai của mình ha. Các cái mũi kết thúc ta đều đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên ở mỗi vòng và móc vào đó một mũi dời ha. Không móc vào cái chân của mũi dời dưới này nha. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc. Móc lên một xích. Hàng kế tiếp là mình sẽ tiến hành giảm mũi ở cái cạnh của cái dây quai với cái thân túi ha. Chân đầu tiên luôn luôn móc vào chân ta vừa móc mũi dời nha, móc vào đó một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đến cái đầu của sợi dây quai nha.
Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn nè, đến cái chân móc cuối cùng của cái phần thân này với cái chân đầu tiên mà ta móc vào cái xích đầu tiên ở phần dây quai á, đây ha, hai chân móc này nè, thì các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình hai cái chân móc này thành một chân. Thì cách chụm như sau, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của phần thân, sau đó kéo len qua chân móc. Các bạn sẽ kéo cho mình cái mũi móc nó thấp thôi nha. Tiếp tục đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn ta móc đầu tiên ở cái xích mà mình tạo dây quai nè. Đâm kim và kéo len. Cũng kéo cho mình một đoạn len vừa thôi, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới mình sẽ chụm lại thành một mũi bên trên ha. Những bạn nào mà không có xác định được đây là cái mũi chụm cho các hàng móc tiếp theo nè, các bạn có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái chân móc này nha. Sau đó ở các chân móc còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho các chân móc còn lại, cho đến các cái đoạn dây ở cái sợi dây quai với phần thân thì các bạn cũng chụm lại cho mình ha. Ta sẽ chụm lại ở chân mà mình móc vào cái xích ở sát bên này với cái chân cuối cùng ở phần thân. Hai chân này sẽ chụm lại thành một chân ha. Tương tự đầu bên này cũng vậy nè. Chân ta móc mũi móc đơn cuối cùng ở phần thân với cái chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình móc vào cái xích đầu tiên á. Hai chân này chụm lại thành một chân. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Và mình cũng đánh dấu vào cái chân mũi chụm đó để mình xác định ha. Sau khi các bạn đã hoàn tất cho mình được cái hàng móc thứ hai của phần dây quai, tạo ra được 4 mũi chụm cho 4 góc nè. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc kế tiếp. Hàng móc kế tiếp thì cũng tương tự ha. Kết thúc hàng móc nè, đâm kim mũi dời, sau đó móc một hàng mũi đơn cho đến cái chân mũi chụm đầu tiên. Là cái chân mà mình dùng kim đánh dấu để đánh dấu vào đây nè. Thì móc cho mình đến cái chân đó nha. Lúc này mình sẽ tháo kim đánh dấu ra. Thì cái chân móc kế tiếp sẽ là chân của mũi chụm nè. Các bạn sẽ chụm lại cho mình chân của mũi chụm này với chân móc mũi đơn kế bên. Tức là hai cái chân móc nó nằm ở hai bên của mũi chụm á. Ta sẽ đâm kim lần lượt vào hai chân móc này ha. Đâm vào chân của mũi chụm nè. Kéo len. Sau đó đâm kim vào chân kế bên. Kéo len và kéo qua ba chân trên kim. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Và cứ móc như vậy thì các bạn cũng đánh dấu cho mình vào cái chân mũi chụm đó ha. Móc tương tự cho mình và cũng tạo cho mình các cái mũi chụm ở các cái góc tiếp theo. Thì góc này mình cũng chụm lại chân của mũi chụm với chân móc mũi đơn kế bên nè. Hai chân này chụm lại thành một chân. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau đó thêm nhiều vào móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần dây quai của mình nó có được một cái độ dài nhất định là được ha. Móc tương tự đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa. Đối với cái mẫu của mình ở phần dây quai mình sẽ hoàn tất ở 4 hàng móc, nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi ha. Và các cái hàng móc ở phần dây quai mình cũng chụm mũi ở phần thân với phần dây nè. Nó sẽ giúp cho cái phần dây của mình khi mình cầm lên ở cái phần thân với phần dây, nó sẽ không có bị gờ ở đây nha. Đến điểm mà mình kết thúc nè, các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc kết thúc này. Móc vào đây một mũi dời. Lúc này mình sẽ không lên mũi xích mà các bạn kéo dài mũi móc, sau đó mình sẽ cắt len. Ta dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len này ra phía sau.
lật mặt trong lại và giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha. Thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân miệng túi như thế này. Như vậy là mình hoàn tất được toàn bộ cái phần thân túi rồi nè, nó sẽ có hai cái sợi dây khoa xách lên ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc trang trí thân trước. Hoặc là các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết khác lên trên thân túi nha. Ở đây mình sẽ sử dụng sợi len màu trắng, các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài bằng hoặc là hơn một nửa so với phần đáy túi, tức là nó sẽ nằm chính giữa của phần thân túi nè. Thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 40 mũi móc xích. Sau khi hoàn tất được 40 mũi móc xích, nó sẽ có được một cái độ dài như thế này, nằm ở chính giữa của phần thân túi ha. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân nè. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Đâm kim vào chân xích thứ 40, móc vào một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự đến cuối hàng móc. Mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng móc một hàng mũi kép đơn rồi nè, độ dài của cái đoạn này nó sẽ nằm ở chính giữa của phần thân túi. Thì móc lên 3 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Ta cũng có được 40 chân móc cho hàng móc thứ hai ha. Các bạn sẽ móc lần lượt 40 chân này, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, sao cho độ rộng của cái họa tiết này nó nằm ở chính giữa của thân túi là được ha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 12 hàng móc. Mình có xen thêm một hàng màu xanh cho cái phần thân này nó có cái điểm nhấn hơn. Và nó đã nằm ở chính giữa của phần thân túi rồi ha. Các bạn sẽ viền lại cho mình một hàng mũi đơn ở toàn bộ cái phần thân này. Thì ở đầu móc bên này và cái đầu móc ở phía dưới nó, mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn. Còn hai cái mép ở bên cạnh nè, ta không có cái chân móc cụ thể. Thì lúc này để viền lại, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn ha. Ta sẽ không móc vào cái thân chân móc mà móc cho mình vào các cái chân móc này nè. Mỗi chân móc 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì mình sẽ viền lại được cái cạnh bên hông ha. Lưu ý bốn cái góc này nè, thì các bạn sẽ móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn cùng một chân móc để mình tạo cái góc cho cái phần thân này nha. Góc cuối cùng á thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đó và móc một mũi móc đơn. Sau đó ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Lúc này các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài. Mình sẽ đo cái đoạn len này nè, nó dài hơn so với ba cạnh. Sau đó sẽ cắt cho mình cái đoạn len này nha. Rút cái sợi len ra để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân túi. Mình sẽ làm một cái túi ở bên ngoài nhé. Ta sẽ khâu lại ở ba cạnh này nè vào cái thân túi để tạo một cái túi ở bên ngoài. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu ha. Xỏ cho mình sợi len vào. Sau đó các bạn sẽ đặt cho mình cái phần thân túi bên ngoài nè. Nó sẽ nằm ở chính giữa so với cái phần miệng túi ở bên trên. Đây, canh chỉnh cho mình nó nằm ở chính giữa. Các bạn sẽ khâu cho mình cái phần miệng túi này bên trên một hàng màu trắng. Đâm kim vào một chân móc của hàng màu trắng này, chân móc tương đương ha. Chân móc đầu tiên của phần thân túi và một chân móc đầu tiên của cái phần thân túi bên ngoài. Sau đó kéo len nè.
Tiếp tục đâm kim vào chân móc của phần thân túi to. Chân móc vừa đâm kim luôn nha. Và chân móc kế tiếp của cái thân túi nhỏ bên ngoài. Kéo lên. Lần lượt đâm kim tương tự ha. Cái chân móc của thân túi to thì các bạn sẽ đâm kim 2 lần. Và mỗi lần đâm kim như vậy thì nó sẽ tương ứng với một chân móc liên tiếp của thân túi bên ngoài ha. Đây, kéo lên nè. Sau đó cũng cùng cái chân móc của thân túi to, ta sẽ đâm kim vào đó với cái chân móc kế tiếp của thân túi nhỏ. Như vậy là ta sẽ khâu được cái tấm túi nhỏ vào bên trong thân túi to ha. Khâu tương tự cho mình cho các cái mép này. Và tương đương với mép bên dưới cũng vậy ha. Khâu cho đến cái góc bên trên luôn. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái túi nhỏ ở bên ngoài ha. Các bạn có thể đựng phụ kiện ở bên ngoài. Và để cho cái miệng túi này được cứng kép hoặc chắc chắn hơn á, thì các bạn có thể khâu cho mình thêm một cái hạt nút ở đây để mình cố định lại được cái miệng túi này nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn khâu lót. Thì để khâu lót các bạn sẽ sử dụng cho mình cái đáy túi mà mình vừa móc nè. Và thước dây. Chọn cho mình một điểm bất kỳ ở cái phần đáy túi. Sau đó các bạn sẽ đo cho mình. Thì cái vòng túi oval này của mình được tổng cộng là 70cm. Thì khi đã có được 70cm này các bạn sẽ chia đôi cho mình. Chia đôi cho mình cái đoạn này ra ha. Thì 70 này chia đôi ta sẽ được 35cm. Thì 35cm này các bạn sẽ cắt cho mình bề ngang của cái tấm vải này là 37cm. Tức là 35cm này nó sẽ là cái khoảng ở chính giữa mà mình may. Còn ở hai bên thì mình sẽ chừa ra 1cm nha. Đây là bề ngang của cái vải lót rồi nè. Thì sau đó các bạn sẽ gập đôi cái vải lót này lại và mình sẽ khâu hai bên. Khâu sát lại như thế này nha. Để mình tạo được một cái lòng túi bên trong. Còn cái chiều cao của cái tấm vải lót này nè. Các bạn sẽ đo cho mình vào thân túi. Lấy một nửa của phần đáy túi. Sau đó tiếp tục từ cái nửa này. Các bạn sẽ đo từ cái phần đáy túi ta móc lên. Lên cái phần miệng túi là cái chính giữa của cái dây quai thôi nha. Sau đó chừa ra 1cm để mình gập lại, mình khâu vào trong thân túi nè. Thì ta sẽ được một cái túi giả ở bên trong. Luồn cho mình cái túi này vào bên trong. Để cho mình hai cái mép mà mình khâu này ở hai bên hông nè. Và ta sẽ tiến hành khâu ở cái hàng móc mũi đơn ta viền đầu tiên ở phần miệng túi. Thì cái góc khâu đầu tiên nằm ở một bên hông ha. Đánh dấu cho mình lại nè. Có thể dùng kẹp bướm hoặc là những cái mẫu kẹp mà các bạn sẵn có. Và làm tương tự cho một bên hông còn lại ha. Khi khâu các bạn sẽ gấp cho mình khoảng tầm 1cm của cái tấm vải này lại. Thì mình sẽ tiến hành khâu ở một điểm của cái phần thân hông trước. Các bạn sẽ sử dụng cho mình chỉ khâu tay bình thường. Xỏ cho mình một đoạn chỉ vào nè. Sau đó mình sẽ tiến hành khâu một bên thân hông trước nha. Đâm kim vào cái hàng mũi móc đơn đầu tiên của cái phần miệng túi. Và một ít của cái phần túi lót nè. Các bạn sẽ khâu giống như mà mình khâu đồ bình thường ha. Mỗi lần khâu thì cứ gấp 1cm của cái tấm vải lót và mình khâu tương tự cho các chân móc còn lại. Khâu đến cái phần chính giữa này cũng khâu vào cái hàng móc mũi đơn này nha. Như vậy là khi đã khâu được cái túi lót vào bên trong thân túi rồi thì thân túi bên trong của mình nó sẽ như thế này. Nó sẽ giúp mình có thể giữ vệ sinh cho cái bên trong của thân túi. Mặt trước của thân túi các bạn có thể móc cho mình một cái tua rua như thế này để mình có thể trang trí lên thân túi. Hoặc là các bạn cũng có thể tạo ra nhiều họa tiết khác nhau để trang trí ha. Túi nhỏ bên ngoài cũng có thể móc một họa tiết để trang trí chính giữa cho cái phần túi của mình được đẹp hơn.
Kích thước của túi này mình có thể đựng sách vở hoặc là quần áo hoặc là nhiều phụ kiện khác nhau ha, để mình có thể đi dạo phố hoặc là đi học đều được. Các bạn có thể thay màu để phù hợp với người trẻ tuổi hoặc là người lớn tuổi cũng được ha. Và mình có thể trang trí nhiều họa tiết khác nhau lên trên thân túi, cho phần thân túi của mình có điểm nhấn hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi xách tay như thế này. Chúc các bạn thành công!